Australia này quỷ visa của đi Covid. Nói chung hủy luôn đi, tao nói lòng dân đã quyết rồi, 80% dân ta phản đối quá trời luôn. Rồi xong rồi cái mấy mấy người mà trong hội quần vợt người ta cũng ý kiến ông này nữa. Nói chung ông này bây giờ cả thế giới ta chống luôn chứ không phải mình đây đâu. Mà thấy được tiêm vaccine tiêm luôn đi bạn ơi, chứ để làm chi cho ấy quá, di chuyển khó khăn này nọ nhiều. Đó, nên ông nội này là ông nội giờ không ai binh nữa đó. Nói chung bây giờ ông này ông ăn hay thua gì mà ông thấy ông này mệt quá. Thôi mệt mỏi quá về nước luôn đi giờ. Ừ. Đâu có tinh thần đâu đứng thi đấu đúng không thầy? Về bên Serbia luôn đi cho rồi. Chứ sống mà dân nó đâu có thuận thì cũng không thuận. Vấn đề là ví dụ Úc 50-50 rồi đó, mệt rồi đó. Mình tới nước người ta mà người ta 50-50 mình đã đuối rồi đó. Mà đằng này tới nước người ta giờ 80-20 luôn. Mà 20 kia là giờ sợ nó, sợ là không phải là đồng thuận mà nó bỏ phiếu trắng á. Nó bỏ trắng là nó không quan điểm thôi. Ông này giống, ông này giống như ông mà chắc cũng lắm tài nhiều tật. Mình thì mình không chơi quần vợt nhiều bạn, không cũng có quần vợt nhiều đó, tự nhiên hôm nay nổ đâu ông này. Mà ông này như là đối thủ truyền kiếp của Nadal gì đó. Rồi có chị em nhà William gì da đen nữa, không biết nước nào á. Mỹ anh. Mỹ không? Mỹ. Rồi có nhỏ người Nga đẹp đẹp mà nhỏ đó cũng không hay lắm. Nó Sabarova gì đó. Chấm lý do gì Dubin. Ờ. Kêu là búp bê Nga phải không? Đúng rồi. Rồi bên Mỹ có một cái lực nữa, ông thẩm phán tối cao mới gõ ông Biden nè. Tại vì ông Biden ông ép là phải chích vaccine trong mấy công ty tư nhân. Thì bây giờ cái đó không, cái đó bị tổng thống nó thẩm phán nó gõ rồi. Vi phạm hiến pháp. Ừ, nó không cho phép đó. Chích không quyền của người ta. Nhưng mà cái nguyên nhân để dẫn tới cái việc mà ông Biden ra cái quyết định đó có lợi ích gì với lại các cái doanh nghiệp không? Kiểu nó không lết doanh nghiệp nhưng mà ông muốn dùng cái quyền lực tổng thống để cho ông bắt người dân chích hết vaccine để cho không bị nhiễm Covid nữa. Nhưng mà ở bên Mỹ là my body my choice. Ông ép cái điều đó là vi phạm, tức là ông Biden ông có quyền ông ép trong nội các của ông, tức là trong những cái đơn vị hành chính của ông thì được. Còn cái công ty tư nhân thì ông không có được ra sắc lệnh ép. Đúng không? Vậy thì giờ về cái phần quyền lực của một người tổng thống đi. Biden có thể cho là giờ mày không chích vaccine cho mày ra đường. Anh nghĩ sao? Đủ vi phạm quyền đi lại còn chết đẹp nữa. Cái đó là vi phạm quyền đi lại chết ngắt luôn á. Ví dụ như ổng chưa có ra tới xác lệnh đó mà ổng mới nói là giờ không chích là tao đuổi thôi á. Tức là ví dụ nhân Đạt có công ty đi, anh là ông Biden đi. Anh ép thằng Đạt về mà kêu lính mày chích nha, tao ra xác lệnh luôn, không chích là làm mày là cái hành động đi làm đó là phạm pháp, tao đuổi. Nó đuổi việc nó để cho qua công ty khác thôi. Cái hành vi đuổi việc, cái hành vi mà cấm tao ra đường cái nào nặng hơn? Dù mày đuổi việc người ta, người ta còn đi, còn người ta cách thất nghiệp, người ta còn đi kiếm việc khác được. Còn mày đuổi người ta ra đường, mày giống như mày nhốt ta ở nhà rồi. Ở cái đó là chắc cho ông Biden xuống ghế luôn. Dạ chứ cho ra đường vậy lây lan Covid rồi sao anh? Kệ mày. Cái này anh đâu, anh đang nói theo luật của Mỹ nha. Cái đó kệ mày. Nhưng mà mày ra bên phía chính phủ mà ra một cái sắc lệnh nào đó mà nó gây vi phạm hiến pháp là nó bụp thôi à. Còn ví dụ như dân nói, ủa mày điều hành được thì mày điều hành không được thì mày xuống đi. Không, cái đó là Mỹ. Nếu vậy thì em đang đứng trên góc độ của người nhân dân Trung Quốc thì em không đồng ý. Tại mày lẫn nhắc, đúng mà tự nhiên nước tao nước Mỹ, mày đứng góc độ người dân Trung Quốc mà không đồng ý, mày rảnh. Tại vì Trung Quốc em thấy Trung Quốc bị nhốt lại, nó không thôi, đồng ý mà đúng đó. Nước nào lo nước đó nha. Đứng trên khía cạnh Trung Quốc mà Trung Mỹ. Nước nào lo nước đó. Mỗi nước nó có một cái riêng. Ví dụ như em sống theo luật pháp nước người ta, nước em sống theo luật pháp của cái nước em ở là đúng. Còn em so sánh là khập khiễng vậy thôi. Thì anh chỉ cung cấp cho em cái tin là ông cụ Biden mới bị dứt cú rồi đó. Thôi anh follow báo Mỹ nhiều lắm em. Nó có tin như nhảy điện thoại anh ten. Mà Supreme Court đâu mà dựa đâu em. Cái Supreme Court là cái tối cao pháp viện đó. Có bạn hỏi là vậy công ty có được phép đổi việc không? Cái vụ không, nếu mà nhân viên mà không chích vaccine á. Nó kiện. Ví dụ đuổi việc kiểu lý do gì đó nó kiện không được. Chứ còn nói mày không chích vaccine tao đuổi mày, nó kiện ngược lại. Trời ơi, tòa án nó rảnh lắm ba ơi, má giờ dính cái kiện tụng mệt lắm, làm ăn đi kiếm tiền kiếm chuyện gì chọc cho nó kiện hoài. Vậy thì giờ em chỉ thấy ngay chỗ bên Mỹ á, vậy thì phải lên những cái số báo mà có nghĩa là phải hù dọa đi cái biến chủng mới này nè, nếu không chết là dễ chết. Đúng rồi, vậy được sao? Vậy thì được đó. Vậy thì hợp lý. Thí dụ như mày làm cho dân tự nguyện chết thì ok. Đẩy đầu ghê vô, đẩy số ca tử vong này lên. Còn hoặc là vụ, một là đưa đó, hoặc hai vụ chích đi cho mày ký ma tí, lộn. Không, cần xa là có rồi nha. Chích đi cho ngàn đô, vụ thì được. Anh Duy có nghĩ là vụ dân Mẽo không chịu chích vaccine một phần là do gián điệp Trung Quốc cài vào
Mỹ tại... tung tin kích động để người dân sợ không muốn chích làm loạn nước không anh? Hậu quả của tự do. Cái giả thuyết đó của em á thì cũng có, nhưng mà anh nghĩ nó một phần nhỏ xíu thôi. Chứ còn không còn cái này á, nó dựa trên cái việc cái gốc của nó là gì? My body my choice. Nó dựa trên cái việc đó. Còn tất nhiên mà ông tiêm thì ông bị bệnh, ông phải chịu. Còn ông đi lây cho người ta đó là ông tội, ông bú láo, ông ác. Cái quan điểm mà nói rất nhiều lần rồi. Đó, nếu mà bạn không thích tiêm vaccine bên Mỹ thì bạn cứ đứng ở nhà, bạn ok, bạn đừng có lây cho người ta. Và sau này lỡ mà bạn có bị nhiễm bệnh và bạn có đi tới một kết quả nào đó tệ hại thì bạn đừng có than. Vậy thôi, chứ nói gì nói giờ. Tự do của nó là vậy đó. Tức là tự do của nó là anh không thể nào áp đặt cái của anh suy nghĩ lên đầu nó được. Đó, mà anh phải tôn trọng cái suy nghĩ của nó, nhưng ngược lại không lây cho tao à. Còn tóm lại, anh qua bên Mỹ anh sẽ như thế nào? Cũng lụi hai kim và cũng 5K thôi. Có đeo khẩu trang không? Có luôn. Mà dẫn tao chịu, tao đeo khẩu trang. Đó là cách sống qua. Chứ còn bọn nó là bọn Mỹ và bọn châu Âu thì nó sẽ là cái ý thức nó như vậy, ý thức hệ nó như vậy và nó sẽ là như vậy, không khác được. Có 10 ông cụ lên cũng vậy thôi à. Còn nếu mà ông Trump ông nói tốt tốt dùng câu thì cũng đỡ. Nhưng mà giờ ông nói tốt, giờ ông bị ông kêu bụp rồi đó. Ông fan cứng của ông bụp ông luôn. Ông gì quên rồi. Ông này ngày xưa là ông sống chết trong Trump luôn á. Cỡ như là ông Trump mà bị chảy máu là ông sẵn sàng ông đổi mạng á. Nhưng mà vụ vừa rồi ông Trump muốn nói là tôi tiêm mũi booster mũi gì đó, là ông này nó đứng lên nó bụp rồi. Nó quất ông luôn mà. Tại họ giỡn. Nên bên Mỹ nó có cái cực hữu nè, cực tả nè, trung dung nè. Biết cực hữu cực tả là gì không? Cái gọi là cực hữu á là giống như ông đó đó. Ông đó là cực hữu luôn đó. Cái ông mà nói là đổ máu trong Trump đó là ông đó cực hữu. Ông Trump cũng thuộc dạng cực hữu rồi đó. Còn cực tả là gì? Cực tả là cái như lấy tiền của ông Duy Nguyễn mà đi phát welfare cho người ta là cực tả. Còn mém về cực hữu cực tả đó là gì? Cánh hữu và cánh tả. Đó. Còn đứng giữa hai đó luôn thì là bình thường. Còn thật ra dân Mỹ á thì trừ khi nào mà dân nhập cư mà dân trí thấp này nọ thì nó mới dễ dụ ơi. Chứ còn dân Mỹ thiệt sao dụ được nó? Dễ dụ. Còn nếu mà nói về Trung Quốc mà đi dụ Mỹ thì chuyện đó nghe nó ngược. Kích động anh. Chứ không... Hả? Tức là kích động người dân biểu tình cho cái dựa vào cái tự do để bài trừ vaccine đó. Thì cũng đâu sao đâu. Giờ nếu mình xin lỗi các bạn nha, mình nói một câu hơi phi nhân đạo chút xíu, mà lỡ dụ như bây giờ mấy bạn mà A, B, C, D, F vaccine đi, thì con số mà Mỹ nó tử vong bây giờ là 1 triệu. Nó lên cho con 50 triệu đi chăng nữa cũng có gì đâu. Có chứ anh, giảm GDP xuống chứ không. Cái gì? Tăng nợ công thì có thôi, chứ GDP tăng luôn sao giảm. Tức là những cái cá thể là cá thể yếu. Đúng không? Cái chọn lọc tự nhiên bao giờ nó không đưa mấy người yếu đi trước hết á. Thì như vậy có phải là nước mình nó mạnh hơn nữa không? Nó lại hợp lý nữa. Ủa cái này ghê nữa nè, thuyết mới nè. Em thắc mắc tăng nợ công là tăng trên cái tổng số hay là trên đầu mỗi người Mỹ phải trả nhiều nợ? Đầu mỗi người Mỹ chứ nữa. Ví dụ giờ tự nhiên dân Mỹ 330 triệu thì nợ công đó. Bây giờ lỡ mà ấy đi nó còn 200 mấy thì nợ công nó phải tăng đầu người chứ. Rồi mất được nhiêu đó nguồn nhân lực, lỡ nhân lực ta gọi là nó giảm cái số tiền mà kiếm về được á anh. Thôi GDP không anh. Ôi cái số tiền kiếm nhờ được là mấy ông nội tài phiệt đầu tư ba ơi. Còn số đó bao nhiêu? Cái số mà túc tắc qua ngày chờ qua đời là bao nhiêu đâu. Đúng không? Cái quan trọng là vì Mỹ là cũng đang chăm thốt tiền. Không ăn chứ không phải. Bây giờ ví dụ như nội mày giàu đi, mày con mày đi du học mày cúng bển năm hết 60 ngàn rồi. Nó là cái cực năm chăm thốt tiền. Chứ Mỹ nó không chảy máu tiền. Đúng hay chỗ đó đó. Nhưng mà trong miệng của ông Trump thì Mỹ thành chảy máu tiền. Chảy máu qua đồng minh. Ừ, chảy máu tiền tức là đem đầu tư đó. Thôi về Mỹ đầu tư đi con, đồ ép Apple luôn, Apple đầu tư sao nổi. Ông cứu ép Apple thì hơi lố. Phản ứng trái chiều trước vụ đi Covid, bị quỷ visa lần hai. Vũ khí ngoại giao khó cứu đi Covid. Ông này chiếm báo luôn. Hôm nay mình đang rần rần cái vụ mà hậu Covid đó, tức là bị di chứng đó. Rồi ở bên Pháp có ông nội kia hài nữa, ông kiện thắng luôn. Tức là cái công ty làm rượu làm bia gì đó, đi mướn ông vô mà cho ông làm việc buồn tẻ quá, ông kiện ngược công ty đó lấy được đâu 50.000 euro á. Tức là ông nói giờ mày mướn tao vô làm mày làm lãng phí tuổi thanh xuân của tao, cho tao làm việc tao rảnh quá, đồ đi kiện luôn. Bạn kiếm cái tin đó bên Pháp có nha, lâu lắm rồi, mới có đợt mới đây luôn bên Pháp.
xong rồi được thắng cử 40-50 ngàn đô gì đó bạn, euro mà hay chưa. Bởi vì bây giờ mướn lính vô mà cho nó ngồi chơi chừng nó kiện ngược á, mà cho nó làm nhiều quá nó kiện mình bóc lột sao anh. Đường nào cũng chết hết á, đường nào cũng chết á, đường nào cũng chết với nó hết. Lúc mà ký hợp đồng lao động là ông đó có cần phải viết điều khoản là tôi vô công ty này tôi muốn là làm việc cho gọi là một cái gì đó nó phát triển bản thân hoặc là cái gì đó mà nó vui vẻ sao? Ai mà biết mày ơi, trời ơi cái chuyện đó tự nhiên nó lòi ra nó mắc cười thì người ta đăng báo thôi. Chứ còn ai biết tụi nó ký hợp đồng lao động làm sao? Câu kinh tế thời nhà Trần sao phải đánh bại quân Nguyên Mông đó anh. Kinh tế nhà thời nhà Trần đánh bại quân Nguyên Mông sao em? Em làm sao? Bỏ luôn hả? Thì em cứ vô đại đi, tiệc kỹ đại phát, khen khen nhiều nhiều vô. Không lẽ mày khen mà mày rớt mày, có viết là có điểm nha. Nguyên tắc sử rồi này nọ, phải vô là đầu tiên rồi trải qua bao nhiêu thăng trầm đất nước biến cố rồi nọ, tan thương dưới gió ngựa quân Nguyên Mông giày xéo từng lãnh thổ biên cương của chúng ta. Ruộng nương anh gỡ bạn thân cài gian nhà không, mặc kệ gió lung lai, anh đã đi vào rừng để làm cách mạng, đánh đuổi giặc Nguyên Mông này nọ. Bao nhiêu lứa trai tráng tinh hoa dân tộc đã hy sinh trong trận chiến khá nhiều, nhưng với tinh thần quật cường của dân tộc Việt từ ngàn xưa, chúng ta xây dựng từ những đống đổ nát, rồi từ trận thắng hôm nay ta sẽ lại bằng 10, từ trận thắng hôm nay ta sẽ ruộng nương đẹp hơn rồi này nọ kia, đúng không? Một người làm bằng 7-8 người bình thường rồi này nọ, nên trong năm đầu sản lượng nông nghiệp đã phục hồi gần mức bằng trước khi chiến tranh đâu. Quất tò lơ vô cho anh. Ủa anh thi sử hay thi văn vậy anh? Ủa sử văn những môn xã hội thôi, đúng không? Tức là ý anh nói là gì, có viết là có điểm. Câu đó là 2,5 mà viết ra được mà được còn điểm rồi đó. Rồi xong rồi, con số liệu thì em không nhớ, thầy cô có trừ điểm thoải mái, nhưng mà em nhớ được ý chính của vấn đề đó. Xanh rờn. Nhưng mà thầy cô phải chắc chắn với em rằng thầy cô đọc sách thôi, thầy cô sao biết được thời đó như thế nào. Nên thầy cô chấm điểm nương tay của chừng em phó thầy cô. Nghĩ sao việc nếu mà một người 30 tuổi đi vay 5 tỷ để ra làm ăn, với một người mà 40 tuổi họ tích góp 5 tỷ đó trong vòng 10 năm rồi họ ra làm ăn. Thằng 40 tuổi ngu hơn. Mày 40 tuổi ngu nhiều chứ. Giờ cái căn bản á, thằng đó nó có 5 tỷ thì nó phải bỏ bao nhiêu nhà băng, nó vay thêm 5 tỷ nữa nó có 40 tỷ. Cái đó là nguyên tắc làm ăn. Còn cái thằng nào không làm ăn theo nguyên tắc đó, thằng đó chưa học kinh tế vậy thôi. Mày cãi tao cãi tao chết tao cũng cãi được. Giờ tao có, bây giờ mình có 5 tỷ, mình phải bỏ vô nhà băng 5 tỷ đó để lấy cái tín dụng. Rồi từ cái tín dụng đó mình vay thêm 5 tỷ để mình mở tiệm nail. Tiệm nail mình trị giá 10 tỷ. Chứ không đợi mà để dành. Mình đã dành lên 10 tỷ xong cầm 10 tỷ làm ăn. Lúc đó tao cầm 10 tỷ tao sẽ làm tiếp thêm, tao vay thêm 10 tỷ nữa tao được 20 tỷ, tao mở tiệm nail 1 triệu đô. Tại cái trường hợp ra startup lên cái nhưng mà bị thất bại giữa hai hoàn cảnh đó thì anh nghĩ cái nào nó thông minh hơn? Cái bước khởi đầu nào nó thông minh? Tức là cái thằng mà nó có 10 tỷ trong tay nó không nợ đúng không? Là nó thua 10 tỷ của nó. Dạ. Yeah. Còn cái thằng kia là nó vừa thất bại 5 tỷ đó mà nó vừa bị bắt ra địch đúng không? Đúng rồi. Thì thông minh hơn vẫn là thằng bị bắt ra địch chứ. Chứ sao gọi thằng kia thông minh hơn được? Thằng kia nó 10 tỷ thất bại xong 10 tỷ đó làm gì nữa? Nhưng mà cái căn bản á là cái thằng á, cái thằng mà nó cầm 10 tỷ á, nó làm ăn mình á là nó không có nhà băng kiểm định giùm cho nó nữa. Dở nhạt nhiều cái, nói chung đó tệ quá. Thằng đó hồi làm công không chứ làm chủ gì không biết nữa, 40 tuổi rồi làm kiểu đó nữa. Tức là đây em đang hỏi là cái người mà đi vay nợ đó chứ không xài vốn tự có đó là họ đi trước 10 năm nữa. Nó vừa đi trước 10 năm mà vốn nó vừa mạnh hơn mà nó vừa khôn hơn. Kiểu gì nó trả thành công hơn kia nhiều. Làm gì nó có vốn tự có 5 tỷ đó sao không có được. Vốn tự có 5 tỷ nó vay thêm 5 tỷ nữa là được 10 tỷ. Nhưng mà trường hợp cái thằng nó sẽ khó thất bại hơn cái thằng kia. Cái thằng mà 40 tuổi mà 10 tỷ nó dễ thất bại hơn. Nói làm ăn ghê quá, giờ nói tụi bay sống đi. Tụi bay cầm thẻ tín dụng, tụi bay quất banh cái thẻ đó, tới cuối tháng tụi bay trả thẻ tín dụng là không rồi đó. Chứ còn cái màn mà ví dụ lãnh lương tháng là lãnh lương cuối tháng, xong rồi sống cho tháng sau là dở. Gì đây? Thí dụ như một tháng em xài hết 10 triệu. Rồi. Em làm được 20 triệu. Rồi. Rồi mỗi tháng em dư ra 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu hoài luôn á. Ừ. Thì thí dụ như em đâu cần cầm tiền của tháng này em xài cho tháng tiếp theo đâu. Thì 10 triệu đó mày để dành, mày ký quỹ, mày mua trái phiếu, mua gì đó mày để dành, xong rồi mốt mày mua nhà. Xe điện. Ừ, xe điện đồ. Đó, 10 triệu cộng được xe điện luôn. Cộng xe điện biết đâu mốt nó limited cái bán được thành 12, 13 triệu. Đúng giờ, luôn, lời luôn. Giờ mình cọc 10 ngàn chiếc đi. Ừ. Mày cọc 10 ngàn chiếc mày đầu cơ luôn. Đầu cơ làm giàu luôn.